giữ nguyên zin màn hình xe nhưng xài được tất tần tật mọi ứng dụng của Android thì có đỉnh quá không vậy? Tới nước này rồi thì em Quỳnh Anh cũng sẽ không giấu nữa và cùng Quỳnh Anh tìm hiểu về sản phẩm đó nhé. Giới thiệu đến mọi người, Android Boss Enorm Pro Max 22 là một thiết bị thần thánh có thể biến một cái màn hình bình thường trở thành một cái màn hình Android và giúp việc lái xe của mình trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt nhất là bạn không cần phải thay thế gì, cứ giữ nguyên zin màn hình, còn lại thì để Android Boss Enorm Pro Max 22 lo. Với một thiết kế nhỏ gọn và cấu hình tinh vi và được xử lý CPU Snapdragon 650 mạnh mẽ, đặc biệt là 4GB và sẽ có trong bộ nhớ lên đến 64GB. Để kết nối Android Boss với lại màn hình zin thì mình sẽ sử dụng và cắm qua USB. Android Book Pro Max 22 biến màn hình zin thành màn hình Android và sở hữu rất là nhiều tính năng, chỉ đường, bật 3G, 4G và rất là nhiều tính năng tích hợp. Bộ nhớ trong lên tới 64GB, bạn có thể tải bất kỳ ứng dụng nào ở kho ứng dụng CH Play. Thao tác đơn giản như thế này, như trên điện thoại, lưu trữ được hình ảnh và video thoải mái. Đặc biệt là một tính năng bắt tay nào cũng cần có, đó là cảnh báo tốc độ, cảnh báo làn đường, cảnh báo khoảng cách để giúp tốc độ giới hạn đi trở nên 50 km/h. Ngoài ra thì để tập trung khi lái xe thì các bạn có thể kích hoạt bằng giọng nói nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Mở video bên trên tầng lầu. Đang mở video bên trên tầng lầu. Hoặc mình có thể xem dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết hôm nay tại Vũng Tàu. Thời tiết ở Vũng Tàu hôm nay được dự báo là mưa dông, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 29 độ C. Tuyệt quá phải không? Làm gì có thiết bị nào vừa nhỏ gọn, vừa thông minh và còn sử dụng một hệ điều hành Android mới nhất hiện nay. Kết nối trực tuyến nhưng vẫn giữ nguyên zin màn hình và không can thiệp vào hệ thống của xe. Chưa hết đâu nha, mức giá còn hết hồn. Mau lắp ngay Android Book Enorm Pro Max 22 cho xe yêu của bạn thôi nào. Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc tư vấn kỹ thuật, hãy liên hệ ngay đến Enorm Pro, sẽ có các bạn kỹ thuật viên hỗ trợ và tư vấn cho các bạn bất cứ lúc nào.